Xin chào tất cả các bạn đã đến với hôm nay tôi mặc áo đỏ giống nó luôn nè. Mighty Black Together. Tên tên tên. Đâu rồi, bây giờ để coi, hồi nãy tôi thấy có nhiều cái update mới lắm. Tôi thấy mọi người chơi cái gì đủ thứ hết mà tôi không hiểu là mọi người chơi cái gì luôn mấy mà đây lâu rồi tôi không có vô á nha. Tin tức. Đi thử ghép động vật đi. Trốn ngay trước khi bị cắn cái này mới hả? Trở thành thay ma giận phẫn nộ. Nè nè nè, gặp gỡ những thú cưng đặc biệt hơn. Đâu để tôi đi cái này coi. Nói chung là nó có nhiều cái update mới lắm nhưng mà tôi chưa biết luôn á. Ủa đâu, đi xe máy cho nó phèn. À, học sinh thì phải đi xe máy thôi chứ tiền đâu ra mà đi mua mô tô. Ủa rồi sao xe máy chạy lên đây được? Trời đất quỷ thần ơi. Rồi sao ta đi vô chỗ kia được vậy trời? Mọi người. Ủa đi vô cái thác này luôn hả? Trời đi vô cái thác luôn hả? Wow. Wow. Bây giờ mới biết luôn á, hay vậy? À, à, ông già này ông sẽ giúp mình ghép đúng không? Yes, yes, yes. Ủa sao không thể chọn, con nào không thể chọn hết vậy? Ây da, phải level 5 hả? À vậy là phải level 5 để mình về mình cho mấy cái này. Mình up cho nó lên 4 con level 5 giống nhau cộng kim cương. Sao tốn tiền quá vậy? Để tôi coi tôi có 4 con giống nhau không nha. Nè, 1, 2, 3, 4 nè. 4 con thư cái kim con mèo Mỹ lông ngắn, bốn con mèo Mỹ lông ngắn được không? Hay là cho 4 con mèo mướp vàng. Thôi, cho thư cái kim đi. Bây giờ là 4 con giống nhau đúng không? Rồi để tôi ăn thử cái này coi. Ăn cái này tốn 200 tiền này mà ăn cái được luôn này, giảm 30 phút nè. Mày uống sữa mày lên level 2. Trời ơi, lên ít quá vậy ta. Trời ơi, lên đúng ít luôn á. Trời ơi, biết khi nào nó mới lên level ta. Càng lên nhớ lên tim ít lắm. Chắc 1 triệu á, tốn lắm. Ờ, tốn quá à. Trời ơi, ngủ đi. Tốn quá. Cái này không làm vội vàng vàng được rồi. Nè, trường học sẽ trở nên thú vị hơn nè. Để tao ra trường học coi học coi. Đâu, để coi hôm nay có bài học gì mới nè. Kết hợp thẻ gì nè. Ờ, được. Tìm và chọn liên tục các thẻ giống nhau. Trời, cũng khó đó. Ghê không? Ghê chưa? Ủa, làm lại từ đầu hả? Chết, khó gì má. Một hồi nó lên cái kia dữ dội vậy. Cái tay nhanh quá. Này vô sau. Không biết, này vô sau. Để coi giờ giải lao xong sau đó lớp học còn gì nữa. Sinh vật. Ủa sinh vật mình có học bao giờ vậy ta? Hình như mình học rồi. Sinh vật mình học rồi mà. Mới vô là mình được vô cái trường học mới rồi đó. Rồi mấy cái update này xịn nha. Đi tới mấy chỗ đó đỉnh cao đó. Nhưng mà bây giờ phải chờ nuôi mấy con bé cho nó lớn đã. Chị trời trời mưa có bán dù hả? Bán dù ở đâu vậy? À cái này thì tôi làm rồi. Má loạn não thiệt chứ. Trời ơi chơi xong muốn khùng luôn á. Trời vậy mà được B cộng. Mấy bé kia chơi gì dữ vậy trời. Còn 4 loại. Câu được nguyên sách xóa chưa? Tôi cũng chưa câu được mấy cái bộ đồ đó nên tôi cũng đang muốn hào hứng muốn đi câu thử nè. Ok trường học, vậy là trong trường học chúng ta có cái trò này với lại cái trò này thì chưa học nè. Trường này chưa học, đi lấy trang phục mới. Ủa trang phục mới sự kiện ở đâu vậy? À là câu ra bộ đồ hả? Cái câu này thì chắc phải tốn thời gian mới câu được nè. Câu 4 tiếng lên được cái đầu xó. Trời ơi, vậy là bây giờ tôi lại phải bắt đầu chăm đi câu nữa rồi. Ủa nhưng mà câu là nó sẽ ra cái hộp quà đúng không? Xong rồi từ từ mình mới mở ra hả? Trời ơi, update nhiều cái mà hay ho quá. Bây giờ tôi mới biết. Mua dù chưa có mua. Ê, có dù nè, Ủa, biết hiểu có dù nè. À, dễ thương quá à. Trời ơi, dễ thương quá à. Ai có cái dù được luôn. Phun bọt có 400. Trời cái dù một bật ra bật vô dễ thương quá à. Trời nó quơ cái gậy được nữa kìa. Hay thiệt chứ. Phải trời mưa nhưng mà bây giờ trời nó đâu có mưa đâu. Thôi được rồi. Để tôi chờ khi nào trời mưa các thứ tôi làm cũng được. The next day. Cuối cùng thì các bạn ạ. Cuối cùng thì tôi cũng đã chờ đến khi trời mưa rồi. Các bạn biết tôi phải canh buổi sáng sớm. Thật là sớm nè. Tôi nói mọi người ơi khi nào mà có mưa mọi người gọi tôi dậy nha. Và đây chính là kết cục. Trời ơi trời mưa rồi nè mọi người thấy không? Mưa rồi đó. Chờ mãi mới lúc mưa. Ủa nhưng mà mua dù ở đâu? Ủa ai cũng có dù hết nè. Bạn ơi mua dù ở đâu thế? Đó. Ở đây. À ở đây có con bé nó ở đây thiệt. Trời ơi khó thấy quá vậy. Người ta bu quanh nó quá trời luôn á. Ok đi mua dù. Chết. À, có dù dễ thương á nè. Dù hướng dương. Ông mưa rồi nè.
Thôi tôi quyết định sẽ mua cái bộ màu vàng đi, tại dễ thương á. Nhưng mà mẫu này mặc đồ áo mưa này vô nó không cho mình mang cái tóc khác hả ta? Nó cứ bắt buộc là cái tóc này rồi. Dầu màu vàng thì lại hơi bị rẻ tiền á. Hay là mình mua 7 màu đi. Nhưng mà 7 màu thì mua bằng kim cương à. Thôi nạp đi. Nạp đi, nạp mua đi. Đây, cuối cùng sau khi nạp xong rồi đó. Vô 7 màu, 7 sắc cơ màu à. Đi thôi, cùng chiêm ngưỡng cái dầu của mình nào. Tinh 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 tinh, mở mưa vô. Đâu rồi? Ồ, đáng yêu quá à. Nhưng mà nó không đổi được cái mẫu nào khác hơn. Nó bắt buộc phải là cái tóc này luôn á. Không được đổi cái tóc dài luôn. Vô đâu? Dễ thương quá à. Nó mở cái dù đúng dễ thương luôn á. Trời ơi, bà mình đáng yêu quá à. Nhưng mà trời mưa nhìn cũng dễ thương quá à. Nhưng mà trời mưa này đi câu cá có khi là nhiều cá lắm luôn á. Mọi người có nghĩ giống mình không? Chứ nghe bảo trời mưa nước đục rồi đó là hay câu được mấy con cá ngon lắm á. Bây giờ đi câu cá, lấy bộ này mình đi câu cá thử đi. Let's go. Đây là mình khi mà đi câu cá để coi trời mưa câu nó có ra đồ ngon ngon lành gì không nè. Mình nghĩ là câu một hồi ở đây chắc cũng dễ trầm cảm lắm đó. Tại vì nghe bảo bây giờ câu còn ra bộ đồ sói rồi nữa. Đây, đây rồi, con cá đầu tiên trong ngày rồi. Nhìn cái con này chắc thấy cũng hơi cùi cùi. Nhưng mà thôi thì cũng con cá đầu tiên trong ngày mà. Thôi thì cứ cố gắng vậy. Thôi Quân, chán thiệt. 2 hours later. Ui là trời, các bạn ơi. Sau khi mà mình chờ từ sáng đến tối xong thì trời ơi, lên đi năn nỉ luôn á trời ơi. Ôi, cái này là đầu tiên mình có luôn á. Ê mọi người, cái này là cái gì vậy? Ê, rất là bất ngờ luôn nha. Tại vì tự nhiên trong lúc mà tôi đang treo câu cá, tự nhiên tôi thấy có cái này là cái gì. Cái này có phải là cái hộp quà không? Tại vì hồi nãy, tại vì cái lúc đó là tôi đang treo câu cá, tôi không có gọi là bấm vô quay video kịp. Tự nhiên nó hiện lên cái màn hình này, tôi mới bấm lên. Mọi người coi, cái này là cái giải đố bất ngờ và nhận phần thưởng. Phần thưởng là 47 đô. À, là khi mà mình câu cái hộp là nó ra cái này hả? Trời ơi, câu đố gì mà dễ quá vậy trời. Mấy cái này là mấy cái mũ chứ gì nữa. Chỉ vậy thôi hả? Tự nhiên vậy cái được nhận tiền thôi hả? Trời, nghe ngược. À, là có mấy cái hộp là sẽ ra cái bộ sói ở đó đúng không? Nãy giờ tôi câu cũng lâu lắm rồi á. Mà ở đây được có cái 47 tiền gì xui vậy trời. Nghe bảo sắp tới là Halloween đúng không? Halloween thì mình phải làm cái gì cho nó xứng đáng Halloween đúng không? Oh yeah. Đây rồi, quý vị các bạn, để tôi mua cái bộ này coi. Tôi là thích cái bộ này lâu lắm rồi đó. Đây rồi. Ôi là cha. Ôi nó nghe quá à. Ôi giờ đôi dép thì cha là nó cũng bình thường nhưng mà. Nào, thay đây. Let's get it. Trời ơi, tôi mới được cái kính này. Nhìn cái kính này giống như là ma ông già vậy đó mấy má. Ôi cái này đội mũ được. À, ma pizza hả? Ma pizza. Trời ơi, cái này hợp nè. Cái này đúng hợp luôn á. Trời ơi, trời ơi, tự nhiên mới để nhìn cái mũ. Cái màu mũ giống cái tóc tôi. Really nigga. Để mình suy nghĩ. Đây, mình sẽ mặc bộ này đi. Thấy không? Nó cái mũ kia vui không mà đúng không? Được á, thôi được rồi. Mình sẽ chọn cái mũ đó đi. À, cái này cũng dễ thương á. Nhưng mà nó bị lòi cái đầu ra rồi. Tôi thích này nhìn như chuột á. Trời ơi, cái gì vậy trời? Có cái máy nữa kìa. Cái này hại quá à. Trời ơi, cái này hợp nha. Ủa, cái đó đúng hợp luôn á. Nhìn cái này đi. Đây, chốt đâu. Đó, thấy hai con ma đứng ở đây chưa? À, hai con bà đang đứng câu cá. Ok, video thì chỉ đến đây thôi. Mình hy vọng là mình sẽ cố gắng câu được một cái bộ đồ sói để làm video cho mọi người xem sau nha.